Thưa quý vị, và bây giờ thì Thanh Bạch xin bằng phép giao lưu và phỏng vấn với những ca sĩ đang có mặt trong khán phòng. Xin chào Thanh Thảo, xin mời bạn. Cho một tràng pháo tay Thanh Thảo. Thảo thân mến, Thảo có cho quý vị khán giả chia sẻ bạn đã từng đào tạo, đã từng rất nhiều các ca sĩ, hay cho biết phong cách của một người ca sĩ quan trọng như thế nào? Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và nhất là các bạn trẻ. Chào anh Thanh Bạch và gửi lời chào đến tất cả các bạn ca sĩ đồng nghiệp và các nhạc sĩ. Đối với Thanh Thảo thì thật sự là... Đối với Thanh Thảo thì đây là chỉ là ý kiến của một mình Thanh Thảo thôi. Phong cách của một ca sĩ sẽ thể hiện từ cách chọn bài hát, từ cách xử lý ca khúc và từ cả hình thức trang phục biểu diễn và phong cách biểu diễn trên sân khấu như thế nào để có thể chinh phục được quý vị khán giả. Và quan trọng nhất, nếu muốn tạo được phong cách thì theo Thanh Thảo là chỉ cần một người nào đó bước vô từ ở trên kia, bước từ đường xuống đây, hoặc là đứng lên chào mọi người mà được ồ một cái vỗ tay thật là lớn, chính là phong cách ấn tượng. Và Thanh Thảo để ý rằng là có một người... đang cổ vũ ai mà ấn tượng thế này ạ? Ai đâu ạ? Một tràng pháo tay cho phong cách ấn tượng Thanh Bạch. Thanh Thảo rất là vui để mà có thể đứng đây cùng chia vui với lại tất cả các bạn ca sĩ trong ngày hội thật là ấn tượng như ngày hôm nay. Và mến chúc cho bạn nào kế tiếp đạt giải phong cách ấn tượng sẽ là một người mà tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ cùng một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng. Thanh Thảo thân mến, còn đối với Zing âm nhạc online, đây là một giải thưởng đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Bạn cho biết tác dụng của nhạc online đối với tất cả, nhất là các bạn trẻ. Nói xa làm chi, thôi giờ nói gần nè. Có những ca sĩ mà Thanh Thảo thấy một điều là có khi chúng ta chưa có biết bạn đó là ai, tên gì, ở đâu, nhưng mà chỉ cần có một lần xuất hiện trong top ca khúc được yêu thích nhất của Zing và trụ được trong 10 ca khúc hot nhất của Zing trong một thời gian ngắn thôi, thì tự nhiên một nhân vật mà không ai biết đến trở thành một hiện tượng âm nhạc. Chính vì điều đó Thanh Thảo cảm thấy một điều rằng là hiện nay âm nhạc online rất là quan trọng đối với lại các bạn ca sĩ, nhất là các bạn ca sĩ trẻ. Và biết đâu được rằng sắp tới đây sẽ có rất là nhiều bạn ca sĩ trẻ mà chỉ cần một bài hát đang hot trên Zing hoặc là một bài hát mà được các bạn yêu âm nhạc trên online, trên mạng yêu thích thì sẽ trở thành một cái tên gây ấn tượng trong làng nhạc Việt. Vâng, xin cảm ơn Thanh Thảo rất nhiều. Cảm ơn Thảo. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Thanh Thảo ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì để tăng thêm độ hồi hộp, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về màn hình để chúng ta cùng xem những đề cử dành cho nam nữ ca sĩ có phong cách ấn tượng nhất. Hình như là cái khán phòng này muốn nứt ra vì tình cảm, vì sự yêu mến của tất cả quý vị và các bạn dành cho những thần tượng của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết kết quả ngay thôi thưa quý vị. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu bà Trương Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Zing Music Award. Và cũng xin mời Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cùng bước ra để công bố. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cổ vũ. Xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả. Và Giáng My rất hân hạnh được tuyên bố nam ca sĩ và nữ ca sĩ có phong cách ấn tượng nhất của năm 2010. Vâng, chúng ta cổ vũ cho ai ạ? Tên ai được đọc to hơn người đó sẽ chiến thắng. Cho nên là các bạn phải cố gắng đọc tên thần tượng của mình to hơn nữa ạ. Vâng. Giáng My xin được tuyên bố
Nam ca sĩ phong cách biểu diễn ấn tượng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và nữ ca sĩ phong cách biểu diễn ấn tượng, nữ ca sĩ nào ạ? Vâng, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Xin được cảm ơn Hoa hậu Giáng My và bà Trương Thị Thu Dung. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là những chia sẻ của hai nhân vật đặc biệt. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng trước ạ. Hưng rất cảm ơn tất cả những ai đã bỏ phiếu bình chọn cho Hưng. Thưa quý vị, mỗi một giải thưởng với tên gọi của nó khi được trao cho bất kỳ ai thì cũng mang theo một gánh nặng rất là nhiều. Ngày hôm nay Hương nhận được giải thưởng này thì Hương biết ngày mai mình sẽ bắt đầu phải làm gì cho nó xứng đáng với giải thưởng này. Hương sẽ cố gắng tạo ra thêm nhiều những điều mới lạ nữa trong phong cách biểu diễn của mình để xứng đáng với sự lựa chọn của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Lời đầu tiên cho Hà được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khán giả đã ấn Enter cho tên Hồ Ngọc Hà. Sau đó là lời cảm ơn chân thành tới tất cả các anh chị báo đài và lời cảm ơn đặc biệt cho Zing, Zing Music Awards đã có giải thưởng này như một động lực tinh thần cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Và khi Hà nhận giải thưởng này thì Hà có một suy nghĩ trong đầu rằng ngoài sự đón nhận của khán giả dành cho những nghệ sĩ có tài năng bẩm sinh, giọng hát thiên phú thì hở họ vẫn luôn chờ đợi sự lao động nghiêm túc của nghệ sĩ để có được một phong cách thật ấn tượng trong lòng công chúng. Và Hà rất là hạnh phúc khi được đón nhận giải thưởng này và hy vọng Zing Music Awards sẽ là một giải thưởng sẽ được nhiều người đón nhận và uy tín nhất trong làng nhạc Việt Nam. Xin được chúc mừng Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng.